Theo hãng tin Reuters, sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc hôm 7 tháng 7 cảnh báo người đồng cấp Mỹ rằng bất kỳ hành động khiêu khích tùy tiện nào sẽ gặp phải đòn phản công quyết liệt của Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng hai bên nên tăng cường đối thoại và kiểm soát rủi ro. Lầu Năm Góc cho biết thông tin trên đến từ cuộc điện đàm giữa tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, với người đồng cấp phía Trung Quốc, Thượng tướng Lý Tác Thành. Tướng Milley đã thảo luận về sự cần thiết và quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết. Reuters trích dẫn thêm tuyên bố từ người phát ngôn này, tướng Milley nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân đội giải phóng nhân dân tham gia vào đối thoại thực chất để cải thiện thông tin liên lạc về khủng hoảng, giảm thiểu rủi ro chiến lược. Cuộc điện đàm cũng bao gồm một cuộc thảo luận hiệu quả về một số vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích dẫn lời ông Lý Tác Thành nói rằng quân đội hai nước cần sự tôn trọng khách quan và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hơn nữa đối thoại, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy hợp tác, thay vì cố tình tạo ra đối đầu và kích động sự cố vì Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mình. Nếu bất kỳ ai khiêu khích một cách tùy tiện, chắc chắn sẽ vấp phải sự phản công kiên quyết của người dân Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc tuyên bố. Theo Reuters, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với một loạt vấn đề gây tranh cãi, từ tình hình ở Đài Loan, xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương. Trong một nỗ lực tăng cường đối thoại khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề cuộc họp G20 tại Bali, Indonesia vào cuối tuần này. Các quan chức Mỹ cho biết họ mong đợi một cuộc trao đổi thẳng thắn giữa đôi bên.